Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Ta bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người thu thuế thì đứng từ đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Cùng lên đền thờ, cùng cầu nguyện như nhau, nhưng hai người có hai kết quả khác nhau, do hai thái độ trái ngược nhau trong khi cầu nguyện. Người biệt phái rất là đạo đức xét về công việc. Ông làm được nhiều việc tốt, thậm chí còn trên cả tuyệt vời nữa. Nhưng ông cầu nguyện trong tự mãn. Ông thấy mình quá đạo đức rồi, nghĩa là ông đã đầy rồi, không cần cầu xin thêm ơn gì nữa. Thế là Chúa bị đẩy ra khỏi đời ông, và trong ông, người anh em cũng không còn chỗ đứng. Còn người thu thuế không có gì để khoe. Ông chỉ thấy mình tội lỗi, nghĩa là thấy mình trống rỗng, thiếu Chúa, thiếu mọi sự, cần được Chúa lấp đầy. Lòng khiêm nhường của ông nói lên ông vẫn còn yêu Chúa, nên ông cảm nhận được chính lầm lỗi của mình đã làm Chúa buồn và ông phải xa cách Ngài. Ông muốn nối lại mối thâm tình ấy, và thế là ông được tha thứ. Lòng khiêm nhường chính là khởi đầu của yêu mến. Nếu như lòng kiêu ngạo ăn mòn năng lực của tình yêu, thì Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương bằng cách sống khiêm tốn, để tâm hồn ngày càng tràn đầy tình yêu Chúa, và mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người ngày càng thắt chặt trong hiệp nhất và bình an. Trong mùa chay này, chúng ta hãy bắt chước người thu thuế, năng cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi.